hậu trường quay vợ chồng son của Giang Venus sẽ như thế nào? Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay khi các bạn xem được cái video hậu trường này thì có nghĩa là chương trình đã được phát sóng rồi. Và vợ chồng Giang thì ghi hình từ tháng 5, có nghĩa là cái tháng sinh nhật Giang, và bây giờ đang là tháng 8. Trời ơi, bây giờ mới có thể quay được cái video này cho các bạn, tại vì là tính bảo mật và ký kết hợp đồng mà. Ở trong video lúc này là Giang vừa mới được make up xong, đang ở khách sạn chờ xe book tới và đang quay video giới thiệu các dòng sản phẩm như viên uống quay vi, tăng ham muốn nước nôi chơi giường. Đó, và bây giờ cùng đi đến phim trường MCG thôi. Cái phim trường MCV này thì là cái nơi mà Giang rất là ngưỡng mộ, tại vì có rất nhiều những kênh YouTube danh giá nổi tiếng ở Việt Nam, nút vàng, nút bạc, nút kim cương có hết các bạn ạ. Đến hậu trường thì các bạn ở bên hậu trường của ekip chương trình cũng chỉnh trang lại tóc tai cho Giang, Giang chỉnh trang lại trang phục. Trong lúc chờ đợi thì hai vợ chồng Giang có chỉnh trang lại cho nhau làm sao để lên hình có thể ok nhất. Thì đây là bối cảnh của vợ chồng son, các bạn nhìn thấy bên ngoài nhìn thấy hoành tráng không ạ? Đây là lúc mà Giang nói chuyện với cô Ba, một người bạn rất là thân và là đạo diễn của chương trình, cũng là đối tác của Giang Venus. Cô Ba rất là xinh và đáng yêu, cũng cực kỳ giỏi nữa. Anh Quốc Thận và chị Hồng Vân cũng đã tới rồi. Qua những cái đợt quay chương trình thế này thì Giang mới thấy mỗi lần lên TV á thì cái sự chỉnh trang kỹ lưỡng từng ly từng tí nó là điều hết sức quan trọng. Và chính từ những cái tinh tế nhỏ này Giang mới biết tại sao mà MCV có thể phát triển và bền vững như vậy trong hơn chục năm qua các bạn ạ. Cô Hồng Vân thì phải nói là chị Hồng Vân thôi, ngoài trời rất là xinh với trẻ. Đây là lúc mà hai vợ chồng Giang đang nói về viên uống Amorius cho sinh lý nào này. Đoạn này là bên nhà đài đang cài lại mic này. Đó, chuẩn bị lên hình các bạn ạ, khá là run. Bắt đầu vào và hai vợ chồng cùng chào cùng giới thiệu rồi. Thực ra thì Giang Venus đăng ký chương trình vợ chồng son gần 5 năm rồi. Nhưng mà 5 năm trước bận quá chưa có thời gian á. Thế là đợt này vợ chồng son có gửi lại lời mời, nên là hai vợ chồng dù bận thế nào chăng nữa cũng muốn làm kỷ niệm, nên là đăng ký ngay vào luôn. Cuộc sống mà đâu ai biết ngày mai như thế nào đâu đúng không? Chưa chắc ngày mai chồng của mình đã là của mình. Đến đoạn cuối này thì được bên ban tổ chức tặng quà, và Giang sẽ ghi lại tất cả những khoảnh khắc, những cái cúp vàng, những cái nút bạc như thế này, nút vàng để làm động lực cho mình. Xuống dưới thì gặp vợ chồng anh chị Trẻ Trang Hy cực kỳ nổi tiếng, chị Trần Hiền và Giang ơi chụp ảnh đi nào. Hai chị em thì là hướng nội nhưng mà gặp nhau là cứ hướng lung tung các bác ạ, chụp 77-49 kiểu luôn. Và giờ cũng đã đến lúc phải ra sân bay rồi, để còn chuyến bay đi công tác đi nước ngoài nữa. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha. Đói đói nên Giang đá qua bát phở cho nó ấm cái bụng, còn bay về Hà Nội. À, nếu bác nào mà chưa xem được video của vợ chồng son thì Giang sẽ để link ở bên dưới các bạn ấn vô nha. Còn giờ thì bye bye.